Nếu như anh em muốn mua đồ 6-7 sao chỉ với giá 50k thì anh em hãy truy cập vào shop Yiming nhé. Hiện tại shop đang cập nhật rất là nhiều đồ 6-7 sao chỉ với 50k thôi anh em ơi. Ngoài ra hiện tại shop đang có chương trình khuyến mại là 50k trở lên sẽ có cơ hội nhận 20 tỷ vàng hoàn toàn miễn phí. Tại shop đang bán vàng, bán ngọc cho anh em X cao nhất thị trường, bán vàng X6K, bán ngọc X7, bán bộ ngọc rồng. Giao dịch hoàn toàn tự động đủ 10 server, úp thuê cả Canadat đủ 10 server chỉ với 3 ngày là xong thôi. Tại shop đang có chương trình mua. Cảm thấy rất là vui và mình muốn làm những cái clip như vậy để gọi là giúp anh em có một chút cái động lực chơi game mà cũng như là có những cái trải nghiệm mới khi anh em xem clip. Thật sự là mình rất là cảm ơn anh em vì điều đó nhá. Hôm nay thì mình lại tiếp tục nghĩ ra một cái ý tưởng mới trên kênh của mình, chính là mình sẽ gọi là dùng một cái con link xây ra. Đấy, rất là lạ. Đấy, link này thì mình đang lấy ở trên shop Yiming thôi. Con này hiện đang bán cho anh em với giá có hơn 200 thôi là anh em sẽ lấy hữu con link như này anh em nhá. Rất là ngon đúng không? Đấy, hôm nay mình sẽ sử dụng con link này. Chúng ta sẽ thử đi gọi là nhờ người khác mua đồ hộ anh em ạ. Đấy, thì để xem người ta có thật sự là giúp mình và người ta quan tâm để ý đến mình không, xem người ta mua giúp mình không. Và khi mà người ta mà mua hộ đồ cho mình á, đấy, thì mình sẽ gọi là có một cái phần quà gì đó dành cho người ta nha. Đấy, rất là ok đúng không? Thì trước khi mà đến với clip ngày hôm nay thì mình sẽ truy cập vào shopyiming.com của mình. Mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái vòng quay, chính là vòng quay đua top. Thì cái này mình đã giới thiệu cho anh em ở clip trước rồi. Thì cái vòng quay này rất là ngon, hiện tại mình thấy rất là nhiều bạn đã ủng hộ cái vòng quay trên shop của mình. Và nó trúng rất là nhiều quà ngon luôn các bạn ạ. Thì mình sẽ thử quay 2 lần để mình lấy vàng này, mình tiến hành là chúng ta sẽ 80 triệu luôn, mất có 2.000 một lượt thôi các bạn nhé. Đấy, 2.000 một lượt mình sẽ quay 2 lần để mình lấy nhiều nhiều vàng chút. Sau đó thì chúng ta sẽ 40 triệu, 4.000 được 120 triệu. Để xem nào, 120 chia cho 4, thế tức là mua vàng X30 luôn anh em ạ, quá phê luôn. Mình sẽ tiến hành là bấm nút vàng anh nhá. Thôi quay thêm phát nữa nào, xem lần này chúng ta được cái gì nào. Đấy, 50 triệu anh em ạ, phê vãi. Rồi, ở đây thì mình sẽ rút ở đây là 100 triệu nha anh em. Mình sẽ rút được 100 triệu. Mình sẽ tiến hành là tên nhân vật con này nhìn xấu thế. Đây, mình sẽ chọn lốt pass này. UCUKIEZEH. Má cái tên chán đời xấu thế. Ông nào đặt cái tên. Đây, con này ở bên xe 1 đúng không? Ok, mình sẽ đặt vàng ở bên xe 1. Thì bây giờ mình sẽ qua vay đủ cao lốt 27 để mình tiến hành nhận vàng. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi là thực hiện clip ngày hôm nay thôi. Đây rồi, bot đây rồi anh em ơi. Thì mình sẽ bấm giao dịch nha anh em nhé. Đấy, xem nào, ôi trời ơi. Đấy, 100 triệu vàng. Giao dịch rất nhanh anh em nhé. Ok, tại mình đã có 100 triệu vàng trong nick rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là đi đi kiếm người lạ nhá. Hiện tại thì nick của mình là nick sai ra. Thì mình sẽ chọn một bạn nào đó ở bên Namek hoặc là bên trái đất. Mình sẽ ưu tiên bên trái đất hơn, tại vì mình thấy người bên trái đất thì các bạn ấy nhìn rất là đẹp dai. Đấy, rất là đẹp dai và rất là giúp đỡ người ta, kiểu rất là rảnh. Đấy, cũng là có tinh thần thép. Đây, mình sẽ nhắn tin cho bạn này nhá. Mình không diễn nhá, trong clip này ai mình gặp ai là mình hú luôn. Bạn CH ơi, xem có on không á. Bạn CH ơi, alo alo. Alo alo alo. Ôi giời ơi. Nếu các anh em chưa biết săn quà và cũng như là chơi gian đua mà đâu uy tín chất lượng thì các anh em có thể truy cập vào ngay sự kiện ngọc rồng.com. Trên shop của mình hiện tại đang có cực kỳ là nhiều gian đua và cũng như là vòng quay mới lạ cho anh em tham gia nha. Ngoài ra shop thì đang có bán vàng bán ngọc là X7 và đủ 10 server. Đặc biệt hơn cho anh em là có cực kỳ là nhiều gian đua và cũng như là những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Dưới thì có đua top tuần cho anh em. Bạn này thì lại không ngon rồi, chắc là làm cái gì rồi. Cái đậu xanh nhà bạn. Thôi mình chạy thôi. Mình sẽ chọn một bạn khác nhá. Đấy, mình qua khu 1 đi xem nào. Khu 1 xem có ai không. À đây rồi, có một bạn tên là Lưu Bill. Cái bạn này như đang up cái gì á. Còn một bạn Hùng nữa. À đây. Ê L L ơi. Ê L L Lưu ơi. Ơ kìa. Hả? Ôi trời ơi. Bạn có rảnh không? Bạn trái đất đúng không? 30 tỷ anh em ạ, 30 tỷ. Ơ sao mình có dưa này, trồng cho bạn ấy cây dưa này. Nghiệp dai ngay. Bạn có rảnh không? Mua hộ mình cái găng full của trái đất. Đấy. Mình trả công cho bạn được không? Nick mình không mua được nha.
nha nha. Đấy, nha. Ok, đây. Ok, ok. Ok, mua. Mua xong. Ấy, bạn ấy bắt đầu bạn ấy mua cho mình rồi anh em ạ. Bạn Liu Biu. Trời ơi, bạn này thật sự là một người thế nào ta? Để mình xem. Găng 16 găng thun, đúng rồi bạn. Đấy, ok. Rồi. Để mình xem bạn này có mua tặng cho mình không nhá. Đấy, mua hộ của mình chứ. Đấy, ok. Rồi. Em nhiệm vụ PK2, ok. Bạn ấy giao dịch với mình là anh em ạ. Phát đầu tiên mình sẽ xem là bạn có mua cho mình không. Đấy, ok. Liu Biu găng thun, ok. Ok, mình sẽ giao dịch nhá. Giao dịch, ok. Xem được chưa? Đấy. Ok. Đi bạn. Đấy, ok, được chưa nhỉ? Hình như mình bị lỗi cái con chim kia kìa. Vẫn chưa được mọi người ạ. Trời ơi, lại còn được PK nữa này. Cái ông này rảnh thế nhở? Đậu xanh còn PK gì đây? Đợi xíu, đợi cái ông bạn này PK xong rồi tính tiếp anh em ạ. Tự nhiên đi PK mà rõ VIP nhá. Cái ông này rõ VIP nhá. Mình còn đang giao dịch nữa, bực cả mình. Trồng cho cây dưa cho đỡ bực. Anh trồng cho cây dưa cho đỡ bực. Sợi. Em nhiệm vụ, trời ơi. Cái thanh niên này nhiệm vụ cái gì, 4 tỷ nhiệm vụ cái gì. À chắc là đi nhiệm vụ bỏ mộng sao. Chắc thế rồi. Ơ kìa, cái ông Liu Biu này, ông này PK luôn anh em ạ. Trời ơi. Ông ơi. Trời ơi. Cái ông này nghịch ghê đấy. Nhờ mà. VC. Kìa. Trời. Ông bạn này ấy rồi. Trời lại đi PK. Thôi bỏ cái ông này đi. Cảm ơn ông nhá, vừa đây giúp tôi. Nhưng mà ông này đi PK. Trời đủ. Nhờ ông này chắc là chết. Chắc là bị đau tim chết mọi người ạ. Đú luận, ôi giời ơi, còn mấy ông còn PK đây nữa. Thôi. Đấy, được rồi, mày qua anh em ạ. Tí nữa thì đi dưới ánh mắt si tình của cái ông kia. Ông ấy giúp mình, ông tiễn mình lên núi luôn anh em ạ, chết đấy. Ôi giời ơi, lại còn cái ông này nữa. Ôi giời ơi, trời ơi, lại cái ông trái đất đã phải tha rồi mày còn cố giết. Để mình ăn cái kia rồi mình chạy anh em nhá. Trời ơi. Thế à, vác con nick Vi Minh ra, chúng mày được với tao. Lộc sinh à, ok. Bọn mình sẽ tiến hành là, ôi trời ơi, lại còn có cả lão này nữa à. Có khác không? Mình sẽ qua khu 10 nhá. Ôi trời. Sao toàn nick rác thế này. Trời, toàn nick có cả trang này thôi. Ông nào lại dã tun rồi, chết rồi. Thôi chịu. Ok. Bên Namex có vẻ là không khả thi anh em ạ. À đây. Ui, nhưng mà thanh niên. Ai gặp con lợn này cạnh thế nhở. Ok, mình qua bên trái đất anh em ạ. Đây. Ê. Mình nhờ xíu. Mua hộ mình cái găng được không? Mình cần cái găng thun. Mình cần cái găng thun của trái đất. Nha. Ok. Găng thun bạn ạ, găng thun. Bên này mua giúp mình. Ừ đúng rồi bạn. Cái găng 16k sức mạnh. Ok, bạn này bạn đi giúp mình anh em ạ. Trời, bạn có tên. Đây mình đây. Ok. Trời ơi, nhanh thế nhở. Một bạn 862 triệu. Úi giời, mua hẳn cho găng 200.000 sức mạnh luôn. Ok, mình sẽ giao dịch. Ui, bạn này cũng giao dịch. Ui.
Mình cảm ơn bạn nhá. Bạn nhá. Mình cần thêm cái quần nữa thì mua cho mình được không? Ôi, hai bạn gặp người tốt, cháu tốt phết nhỉ. Ôi giời ơi. Quý cái hình như là hai thanh niên là hai bạn thân ấy. Giúp mình nhé. Đấy, ok. Xong rồi mình sẽ trả ơn cái bạn đấy nhá. Mua cái quần 200.000. Quần 200k. À ok. Ui. Gì đây? Gì đây, gì đây? À đây rồi. Đây mình sẽ giao dịch nhá. Quần thun đen à? Ừ, ừm. Đấy, ok. Đấy, bạn ấy lại giao dịch cho mình rồi. Xem nào. Lần này, ui giời. Mua cho cái quần thun đen thật anh em ạ. Lần này mình sẽ giao dịch cho bạn ấy thử 20 triệu đi. Tặng cho bạn này 20 triệu nhá. Ok. 20 triệu. Xem bạn này xem thế nào nhá. Ui, giao dịch thành công rồi anh em ạ. Ấy. Mua thêm cho mình cái quần Cardix. Còn thừa mình tặng bạn nha. Quần da ấy. Đấy, ok, câu chuyện nó diễn biến từ đây anh em ạ. Đấy. Đứng rồi. Ấy sao. Nhờ người đạo mua hộ đồ và cái kết anh em ạ. Trời ơi, đừng có chạy nhá. Đừng có chạy đi nhá. Nhìn có vẻ là cũng khá là VIP ấy. Bạn đừng có chạy đi nhá. Nhìn rất là đẹp trai, có thêm cả bông hoa đấy anh em ạ. Ừ, ok, ok bạn. Ok. Đấy, bạn đi giao dịch với mình. Ok, mình bấm giao dịch này. Rồi. Đấy. Ôi, còn ra cái click luôn. Ok. Sai. Ui. Ui, ui. Mình cảm ơn nhá. Chúc bạn sức khỏe. Ok. Mình có cái Zadat không ta? Ừ, mình có Zadat. Ok. Đấy, mình có Zadat. Ôi, thanh niên chạy đi rồi. Trời ơi, mình đang tính là dịch chuyển thời. Ôi, cái ông Lưu Bi uống mưa ngọc rồng này. Lú luôn này, cái ông vừa giúp mình này. Đấy, ok. Ông này như là đi gạ PK này. Đấy, tặng thêm cho ông này thêm 20 triệu vàng. Ê. Ê, giao dịch mình cái này. Mình giao dịch phát. Ok, ok. Nữa hả? Không. À, đây đây đây. Mình có cái này này. Trời ơi, game dạo này toàn người tốt đấy anh em ạ. Game dạo này toàn người tốt thôi. Đấy, mình sẽ tặng cho bạn này thêm 20 triệu vàng nữa nhá. Ok. Mình sẽ tặng thêm cho bạn này 20 triệu vàng nữa nhá. Ok, tặng bạn nhá. Ok. Không cần đâu. Ok, mình tặng bạn này nhá. Ôi, nhìn rất là đẹp trai nhưng cái tên hơi lạ. Không à? Ừ. Ok, bye bạn nhá. Ok. Rồi, bạn kia cứ nghĩ là mình nhờ mua hộ nhưng mà thực ra là lần này mình lại cho vài anh em ạ. Đấy, rất là hay, thật sự là mình thấy là rất là nhiều bạn gọi là rất là tốt. Hiện tại mình thấy game anh em mình quá là xịn sò rồi. Ôi, ông này còn dịch chuyển qua mình nữa cả. Ok, ok bạn. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nhá. Muốn mình làm những cái clip như nào anh em để comment phía dưới, mình sẽ thực hiện cho anh em. Sự game dạo này nhiều người tốt quá anh em ạ. Vui quá. Cảm ơn anh em rất đã xem clip. Bye anh em. Bye bye.